này bọn chậm công đang giảm giá cho anh em nào chưa có người yêu mà đang đâm chiêu thì ghé ngay vào vòng quay may mắn. Còn mấy quen đang tươi tắn thì phải thử ngay vòng quay quân huy, không cần phải nghĩ suy vì shop này bọn chậm công lo nhá.